Tôi xin chào mừng các bác và anh em, chúc các bác anh em buổi chiều vui vẻ. Ôi con dao này, con dao nguy hiểm quá. Với những cái đôi loa VK1204 hôm nay thì đi giao ngay bên phố, đi xe máy nên là không đóng được thùng bìa xốp sách. Còn để gửi xa bưu điện thì các em yên tâm về cái thùng bìa xốp sách thì sẽ yên tâm hơn. Em sẽ đứng đây em giữ. Hiện nay là cấu hình combo này là trên 20 triệu đồng. Với một cặp loa VK1204 này, một bộ đẩy X7 DAC, một bộ đẩy D500 vang T9 Promix VK321 và một súp. Tôi cũng xin soát 30 triệu đồng để các anh em tham khảo cấu hình combo này. Đây là một cấu hình combo nếu để nói về cái hiệu năng có thì cực kỳ rồi. Các anh em có điều kiện thì cứ cấu hình như thế này mà sử dụng cho em, đảm bảo các anh em là sẽ hay, rất là hay nhá. Vì cơ bản cái con súp cơ bản cái cặp loa này nó đã thể hiện rất là tốt trong cái khả năng trình diễn như karaoke này và nghe nhạc. Chúng em có rất nhiều những cái tư liệu video về những cái cấu hình combo như thế này rồi ạ. Và các anh em có thể vào trực tiếp kênh của Zika Audio và xem và tham khảo. Cũng như là cần tư vấn thì để lại số điện thoại trên các video mà các em đã xem. Và đến tại địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, chúng em sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu và tư vấn sản phẩm trực tiếp luôn. Còn các anh em không có điều kiện đến được thì gọi vào số hotline, chúng em sẽ gửi hàng. Như anh chị bên phố đấy, sang ngồi có đâu đến 50 phút gì đấy ra ngay quyết định rất nhanh chóng, và chúng em đang sắp để lên đường đấy. Ngoài những cấu hình này ra thì chúng em còn rất nhiều những cấu hình khác thì giá tiền nó sẽ dao động từ 13 triệu đồng cho đến 16 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 23 triệu và 30 triệu. Thậm chí có những cái bộ mà chúng em có thể phối ghép lên đến 7 đến 80 triệu đồng, tùy vào cái nhu cầu và cái tài chính mức đầu tư của mình thì chúng em sẽ có những cái tư vấn cụ thể sau. Và đây là những cái cấu hình mà chúng em đang lên đường. Và trong video này chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em. Đấy, toàn thể các anh em đam mê âm thanh, yêu mến, ủng hộ Zika chúng em. Còn các anh em nào mà đang theo dõi, đang cần được tư vấn thì hãy đến với Zika chúng em. Zika chúng em là công ty cũng như là tổng kho đại lý phân phối hàng chính hãng WeWood. Đến với Zika sẽ đến được với tổng đại lý và đến với tổng kho luôn. Nên các anh em sẽ có những chính sách, cũng có những cái sản phẩm nó luôn luôn được mới hot, được anh em quan tâm nhiều nhất thì chúng em sẽ tư vấn cũng như là hậu mãi sau này. Xin khép lại video đây, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.